Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV của tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp. Sau đây là những thông tin chi tiết. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Vàng trở nên quá khó khăn để khai thác. Theo Hội đồng Vàng Thế giới WGC, ngành khai thác vàng đang phải vật lộn để duy trì tăng trưởng sản xuất khi trữ lượng kim loại màu vàng ngày càng khó tìm. Giám đốc chiến lược thị trường của WGC, ông John Reid cho biết, sau 10 năm tăng trưởng nhanh kể từ khoảng năm 2008, ngành khai thác vàng đang phải vật lộn để có thể tăng trưởng bền vững trong sản xuất. Ông giải thích thêm, ngày càng khó tìm các mỏ vàng mới vì nhiều khu vực tiềm năng đã được khám phá. Theo ông Reder, sản lượng khai thác đã đạt kỷ lục trong quý 1 năm 2024, tăng 4% so với cùng kỳ năm ngoái. Dữ liệu của WGC cho thấy sản lượng khai thác vàng chỉ tăng 0,5% vào năm 2023 so với năm 2022. Năm 2022, mức tăng trưởng là 1,35% so với năm 2021. Như vậy, vàng trở nên quá khó khăn để khai thác cũng như cung ứng ra thị trường. Năm 2020, sản lượng vàng toàn cầu lần đầu tiên ghi nhận mức giảm trong một thập kỷ, giảm 1%. Theo WGC, việc khai thác vàng quy mô lớn cần nhiều vốn và mất trung bình 10 đến 20 năm trước khi một mỏ vàng sẵn sàng để khai thác. Trong khi đó, khả năng phát hiện mỏ có thể khai thác là thấp, chỉ khoảng 10% số mỏ vàng được phát hiện trên toàn cầu chứa đủ kim loại để đảm bảo khai thác. Bên cạnh đó, quá trình thăm dò, xin giấy phép của chính phủ ngày càng khó hơn và cần nhiều thời gian để hoàn thiện, khiến việc khai thác trở nên khó khăn hơn, có thể mất vài năm. Đó là chưa kể nhiều dự án khai thác vàng ở các khu vực vùng sâu vùng xa, đòi hỏi cơ sở hạ tầng như đường, điện và nước, dẫn đến tăng thêm chi phí trong việc xây dựng các mỏ. Tất cả những yếu tố này khiến vàng trở nên ngày càng khó khăn để khai thác. Đến nay, khoảng 187.000 tấn vàng đã được khai thác, phần lớn ở Trung Quốc, Nam Phi và Australia. Theo cơ quan khảo sát địa chất Mỹ, trữ lượng vàng có thể khai thác được ước tính khoảng 57.000 tấn. Giá vàng đang chững lại sau khi tăng lên mức cao kỷ lục trong những tháng gần đây nhờ nhu cầu mạnh mẽ từ Trung Quốc. Đến sáng mùng 10 tháng 6 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay quanh ngưỡng 2.293,9 đô la Mỹ một ounce, tăng 1,9 đô la Mỹ so với cuối tuần qua. Giá vàng giao tháng 8 năm 2024 trên sàn COMEX, New York, Mỹ đứng ở mức 2.312,3 đô la Mỹ một ounce. Giá vàng hôm nay được dự báo có nguy cơ giảm sâu hơn. Phiên giao dịch ngày 12 tháng 6, mặc dù vàng thế giới tiếp tục tăng nhẹ, nhưng các chuyên gia vẫn đưa ra dự báo giá vàng có nguy cơ giảm sâu hơn nếu thị trường đón nhận báo cáo lạm phát nóng từ cuộc họp FOMC của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ bắt đầu từ sáng 12 tháng 6. Trong nước, thương hiệu SJC tiếp tục có phiên án binh bất động. Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 5 giờ hôm 12 tháng 6 theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 2.316,52 đô la Mỹ một ounce, tăng 5,21 đô la Mỹ một ounce so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá hiện hành tại Vietcombank, vàng thế giới có giá khoảng 69,932 triệu đồng một lượng, chưa tính thuế phí. Phiên này, hầu hết các giao dịch đều trầm lắng, nhà đầu tư chờ đợi kết quả cuộc họp FOMC của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed bắt đầu sáng nay. Cũng trong cuộc họp hôm nay, sẽ có báo cáo lạm phát quan trọng của Hoa Kỳ, chỉ số giá tiêu dùng trong tháng 5. CPI hàng năm dự kiến tăng 3,4%, không thay đổi so với số liệu CPI hàng năm trong tháng 4. Tất cả những thông tin trên đều ảnh hưởng đáng kể đến giá vàng thế giới và trong nước. Tham khảo thị trường trong nước, giá cụ thể trên sàn giao dịch của một số công ty tại thời điểm 6 giờ 30 ngày 12 tháng 6 như sau. Vàng SJC tại Hà Nội niêm yết ở mốc 74,98 đến 76,98 triệu đồng một lượng mua vào bán ra. Tương tự, tập đoàn Doji vàng 4 số 9 được niêm yết ở mốc 74,98 đến 76,98 triệu đồng một lượng mua vào bán ra. Vàng SJC của PNG tại Hà Nội niêm yết tại mốc
75-76,98 triệu đồng một lượng mua vào bán ra. Vietinbank Gold tiếp tục giữ nguyên mốc giá chiều bán của các phiên trước, với chiều mua vẫn tại mốc 76,98 triệu đồng một lượng. Tại công ty trách nhiệm hữu hạn Bảo Tín Minh Châu, niêm yết tại mốc 75,5-76,98 triệu đồng một lượng mua vào bán ra. Dự báo giá vàng trong thời gian tới, mặc dù tăng trở lại nhờ sức cầu bắt đáy, nhưng đà đi lên của vàng bị cản lại rất mạnh vì đồng đô la Mỹ treo cao. Các thông tin kinh tế tích cực tại Mỹ vừa được báo cáo trước đó khiến Fed có thể kéo dài thời gian đảo chiều chính sách tiền tệ, cộng với việc một số ngân hàng trung ương lớn đã hạ lãi suất và có thể có các đợt cắt giảm tiếp theo trong các tháng tới, khiến đồng đô la Mỹ có thể còn treo cao, thậm chí tăng thêm cũng khiến vàng chịu sự áp lực suy giảm. Theo các chuyên gia phân tích thị trường Everett Millman của Gainesville Coins, mức quan trọng tiếp theo mà thị trường cần theo dõi là 2.300 đô la Mỹ một ounce. Nếu mức này bị phá vỡ, có nhiều khả năng vàng sẽ giảm sâu hơn và kiểm tra lại mức 2.200 đô la Mỹ một ounce. Trước khi biến động của thị trường quốc tế cũng như chờ quyết định từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, việc quốc gia tỷ dân như Trung Quốc ngừng gom vàng cũng có tác động nhất định đến giá vàng thế giới. Trung Quốc ngừng mua dự trữ, giá vàng lao dốc không phanh. Theo dữ liệu vừa công bố, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc, gọi tắt là PBOC, đã không mua bất kỳ một lượng vàng nào trong tháng 5, chấm dứt đợt mua ồ ạt kéo dài 18 tháng, đẩy giá kim loại quý này lên mức cao kỷ lục. Giá vàng giao ngay giảm 70 đô la Mỹ một ounce sau khi PBOC cho biết lượng vàng thỏi mà họ nắm giữ không thay đổi vào cuối tháng 5. Phản ứng rất nhanh chóng của thị trường, Trung Quốc ngừng mua dự trữ, giá vàng lao dốc không phanh. Ngân hàng này bắt đầu tăng cường dự trữ vàng kể từ tháng 11 năm 2022, dẫn đến làn sóng mua vào của các ngân hàng trung ương trên thế giới trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị gia tăng. Việc liên tục gom vàng của PBOC là một trong những nguyên nhân chính thúc đẩy kim loại quý này lên mức cao kỷ lục mọi thời đại. Theo Hội đồng Vàng Thế giới, các nước đã thấy được tầm quan trọng của vàng trong việc ứng phó với khủng hoảng, khả năng lưu trữ giá trị và đa dạng hóa danh mục tài sản. Vàng là thành phần quan trọng trong khối dự trữ của các ngân hàng trung ương trên toàn cầu nhờ tính an toàn, thanh khoản cao và có thể sinh lời. Cùng với nhiều yếu tố khác như triển vọng lãi suất giảm trên toàn cầu, căng thẳng địa chính trị gia tăng, kim loại quý đã thiết lập mức kỷ lục 2.450 đô la Mỹ một ounce hồi cuối tháng 5. Như vậy, so với mức đỉnh, giá vàng giao ngay đã giảm 150 đô la Mỹ một ounce. Việc Trung Quốc ngừng gom vàng quả là một thông tin bất ngờ khi chỉ không lâu trước đó, quốc gia tỷ dân này vẫn đứng đầu thế giới về mua vàng. Căng thẳng địa chính trị diễn biến xấu, bao gồm xung đột ở Trung Đông và Ukraine, cùng với triển vọng Mỹ hạ lãi suất bấp bênh đang khiến vàng phát huy mạnh mẽ vai trò là một kênh đầu tư trú ẩn. Ở Trung Quốc, đà tăng của giá vàng đang khiến nhu cầu đối với kim loại quý này tăng mạnh theo. Người dân, nhà đầu tư quỹ, nhà giao dịch hợp đồng tương lai và thậm chí cả Ngân hàng Trung ương Trung Quốc cũng đẩy mạnh mua vàng. Trung tuần tháng 4 năm 2024, Trung Quốc và Ấn Độ thường thay nhau giữ vị trí nước tiêu thụ vàng nhiều nhất thế giới. Năm ngoái, vị trí này thuộc về Trung Quốc khi tiêu thụ vàng trang sức, vàng miếng và vàng xu của nước này đều tăng vọt. Theo dữ liệu từ Hội đồng Vàng Thế giới, nhu cầu vàng trang sức tại Trung Quốc năm 2023 tăng 10%, trong khi tại Ấn Độ giảm 6%. Trong khi đó, nhu cầu vàng miếng và xu vàng của Trung Quốc tăng tới 28%. Nhu cầu vàng ở Trung Quốc vẫn còn dư địa để tăng lên nữa, ông Philip Glavvay, giám đốc công ty tư vấn Precious Metals Insights tại Hồng Kông, nhận định với hãng tin Bloomberg. Trong bối cảnh không có nhiều lựa chọn để đầu tư ở Trung Quốc với cuộc khủng hoảng bất động sản kéo dài, thị trường chứng khoán biến động mạnh và đồng nhân dân tệ suy yếu, tất cả đều đang đổ tiền vào những tài sản được xem là an toàn hơn, trong đó có vàng. Lý giải thêm, ông Glavvay cho biết, ở Trung Quốc, do sự kiểm soát về tỷ giá và dòng vốn của nhà chức trách, nhà đầu tư gặp khó khăn trong việc đưa tiền ra nước ngoài. Do đó, lượng tiền đổ vào những tài sản như vàng ở Trung Quốc đang rất lớn. Trên thực tế, dù là nước khai thác vàng lớn nhất thế giới, Trung Quốc vẫn cần nhập khẩu vàng và lượng nhập khẩu đang ngày càng gia tăng. Trong vòng 2 năm qua, tổng nhập khẩu vàng của quốc gia này là hơn 2.800 tấn, nhiều hơn lượng vàng của tất cả các quỹ ETF vàng trên thế giới và bằng khoảng 1/3 dự trữ vàng của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ. Gần đây, lượng nhập khẩu kim loại này của Trung Quốc thậm chí tăng mạnh hơn, đặc biệt là trước thềm Tết Nguyên đán 2024. 3 tháng đầu năm 2024 ghi nhận mức tăng 34% so với cùng kỳ năm 2023. Ngân hàng Trung ương Trung Quốc đã mua vàng suốt 17 tháng liên tiếp, kể từ tháng 11 năm 2022 giai đoạn mua vào dài nhất từ trước tới nay, trong bối cảnh cơ quan này muốn đa dạng hóa dự trữ khỏi đồng đô la Mỹ và bảo vệ đồng nội tệ.
Năm 2023, cơ quan này mua thêm 225 tấn vàng, nâng dự trữ vàng lên 2.235 tấn, chiếm khoảng 4,3% dự trữ ngoại hối chính thức của Trung Quốc. Với người dân và nhà đầu tư cá nhân, nhu cầu mua vàng ngày càng lên cao dù giá tăng kỷ lục và đồng nhân dân tệ suy yếu. Khi một phần lớn vàng tiêu thụ trong nước là hàng nhập khẩu, người mua vàng Trung Quốc thường phải trả mức giá chênh lệch so với giá quốc tế. Vào đầu tháng 4, mức chênh lệch này tăng lên 89 đô la Mỹ một ounce. Mức chênh lệch bình quân trong vòng một năm qua là 35 đô la Mỹ, cao hơn so với mức bình quân chỉ khoảng 7 đô la Mỹ trong giai đoạn trước. Theo các nhà phân tích, giá cao kỷ lục có thể kìm hãm phần nào nhu cầu mua vàng, nhưng thị trường Trung Quốc đang chứng tỏ sức bền một cách kỳ lạ. Thông thường, người tiêu dùng Trung Quốc gom vàng khi giá giảm và điều này giúp tạo ra một bệ đỡ cho thị trường trong những giai đoạn đi xuống. Nhưng lần này lại khác, giá vàng tăng nhưng nhu cầu không hề giảm. Điều này cho thấy nhu cầu vàng ở Trung Quốc tăng bền vững và người mua vàng trên thế giới nên cảm thấy thoải mái về sự bùng nổ nhu cầu đối với kim loại quý này ở Trung Quốc. Ông Nikos Kavalis, giám đốc công ty tư vấn Metals Focus, nhận xét. Trước tình hình hiện tại, các phương tiện truyền thông quốc gia Trung Quốc cảnh báo nhà đầu tư thận trọng khi chạy theo cơn sốt vàng. Trong khi đó, cả sàn giao dịch vàng Thượng Hải và sàn giao dịch hợp đồng tương lai Thượng Hải đều tăng yêu cầu ký quỹ đối với một số loại hợp đồng rủi ro. Động thái này được đưa ra sau khi lượng giao dịch hợp đồng vàng trong một phiên trên sàn giao dịch hợp đồng tương lai Thượng Hải tăng vọt lên mức cao nhất 5 năm. Theo dữ liệu từ Bloomberg Intelligence, từ tháng 6 năm 2023, lượng tiền đầu tư vào các quỹ ETF vàng tại Trung Quốc đại lục gần như tháng nào cũng tăng, ngược lại với xu hướng rút tiền khỏi các quỹ ETF vàng trên thế giới. Tính từ đầu năm 2024, tổng lượng tiền rót vào các quỹ ETF vàng ở Trung Quốc đại lục là 1,3 tỷ đô la Mỹ, trong khi lượng tiền rút khỏi các quỹ tương tự trên thế giới là khoảng 4 tỷ đô la Mỹ. Theo các nhà phân tích, một nguyên nhân cho xu hướng này là nhà đầu tư Trung Quốc không có nhiều kênh đầu tư thay thế cho bất động sản và chứng khoán. Nhu cầu vàng ở Trung Quốc có thể sẽ còn tiếp tục tăng khi nhà đầu tư nước này tìm cách đa dạng hóa danh mục của mình, nhà phân tích Rebecca Singh của Bloomberg Intelligence nhận định trong một báo cáo. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Đừng quên bấm thích video và đăng ký kênh để trở thành người đầu tiên cập nhật những thông tin mới nhất trên kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.